Ông Trump có chiến thắng đặc biệt vươn lên dẫn trước bà Harris. Ông Trump vượt xa bà Harris tại Georgia. Bà Kamala Harris và kinh bạc đặc biệt. Ông Trump có chiến thắng đặc biệt vươn lên dẫn trước bà Harris. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút với sự gay cấn chưa từng có, thu hút sự chú ý không chỉ của người dân Mỹ mà cả dư luận trên toàn thế giới. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày cử tri ở Mỹ đồng loạt đi bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump hiện nay không chỉ quyết định tương lai và con đường nước Mỹ sẽ đi trong 4 năm tới mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền chính trị, kinh tế toàn cầu. Theo hãng tin NBC News ngày 13 tháng 10, cả hai ứng cử viên đại diện của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều có tỷ lệ ủng hộ là 48%. Bà Harris bị giảm 1%, nhưng ông Trump tăng thêm 4% so với một tháng trước đó. Khoảng 4% số người được hỏi không chắc chắn sẽ bầu cho ai hoặc cho rằng không muốn bỏ phiếu cho bất kỳ ai trong hai người đó. Và 10% cử tri cho biết có thể thay đổi trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới đây. Theo báo Wall Street Journal, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris tại cả 7 bang chiến trường, tâm điểm của cuộc đua, bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Cụ thể, 50% cử tri cho rằng ông Trump là người phù hợp hơn để xử lý cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chỉ 39% có nhận định như vậy về bà Harris. 48% người được hỏi tin rằng ông Trump sẽ xử lý được vấn đề đối đầu giữa Israel và Hamas, khi tỷ lệ này với bà Harris là 33%. Nhiều cử tri tin rằng ông Trump có khả năng xử lý tốt hơn các vấn đề kinh tế và nhập cư, trong khi bà Harris lại được cho rằng sẽ xử lý tốt hơn vấn đề về nhà ở và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy vậy, tình hình vẫn diễn biến phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng trong những ngày cuối cùng. Còn theo một cuộc thăm dò mới nhất do AARP công bố ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, cho thấy ông Trump đang dẫn trước một khoảng cách nhỏ so với bà Harris tại bang chiến trường quan trọng Michigan chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử. Cụ thể, ông Trump đã vượt qua bà Harris với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 48%. Trong khi đó, 1% cử tri cho biết họ sẽ chọn ứng viên khác và 2% vẫn chưa quyết định. Xét theo nhóm tuổi, ông Trump vẫn dẫn đầu với 47% sự ủng hộ từ cử tri trong độ tuổi từ 50 tới 65, còn đối thủ của Đảng Dân Chủ nhận được 46%. Cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 với sự tham gia của 1.382 cử tri tiềm năng và biên độ sai số 4%. Với cách biệt chỉ 1 điểm phần trăm, cả hai ứng cử viên đang tranh giành từng lá phiếu ở những bang mang tính quyết định khi ngày bầu cử chỉ còn khoảng 3 tuần nữa. Theo một khảo sát khác của Harvard, ông Trump đang có lợi thế nhỏ trong số các cử tri đã đăng ký bỏ phiếu sớm tại một số bang chiến trường với 48% ủng hộ so với 47% ủng hộ dành cho bà Harris. Bên cạnh các cuộc thăm dò do Hill Decision Desk thực hiện và tổng hợp lại tại bang Michigan cũng cho thấy cựu tổng thống đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 48,7% so với 48%. Nhưng trên toàn quốc, bà Harris lại dẫn đầu với 49,8% so với 46,9% ủng hộ của ông Trump. Bang chiến trường là thuật ngữ chỉ những bang có lượng phiếu đại cử tri lớn, nơi không có ứng cử viên nào chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc bầu cử. Trong cuộc đua năm nay, cả ông Donald Trump và bà Harris sẽ phụ thuộc vào kết quả tại 7 bang chiến trường quan trọng, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Trump vượt xa bà Harris ở Georgia. Tại Chicago, ông Trump đã phác họa rõ ràng những gì ông định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông cũng hồi tưởng về nhiệm kỳ trước, thể hiện phong cách điều hành không ràng buộc bởi thực tế và đôi khi phớt lờ các nguyên tắc kinh tế. Bài phát biểu cho thấy ông vẫn bị chi phối bởi những bất bình cá nhân và những niềm tin về các thuyết âm mưu. Tuy nhiên, ông Trump cũng lý giải lý do ông thu hút nhiều cử tri, những người cảm thấy một nền kinh tế với giới tinh hoa doanh nghiệp điều hành vì lợi ích riêng. Ông tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa dân túy. Khi người dẫn chương trình chỉ ra rằng thuế quan sẽ làm tăng chi phí cho các công ty và người tiêu dùng, ông Trump đã phản ứng mạnh và khẳng định ông đã sai về vấn đề này. Trước đây, ông Trump cũng từng đề xuất rằng chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm nên chi trả cho các phương pháp điều trị IVF mà không nêu rõ cách thức thực hiện. Tuy nhiên, bà Harris và Đảng Dân Chủ đã cảnh báo rằng nếu Đảng Cộng Hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, điều này có thể đe dọa các phương pháp điều trị IVF, hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng như các quyền sinh sản khác sau khi tòa án tối cao giật ngược quyền phá thai theo hiến pháp.
Hiện tại, ông Trump đang tụt hậu so với bà Harris trong nhóm cử tri nữ trong hầu hết các cuộc thăm dò và rất cần thu hẹp khoảng cách này khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay đầy những tình huống bất ngờ với sự tham gia của một cá nhân sống sót qua hai vụ ám sát, một tổng thống lớn tuổi quyết định không tái tranh cử chỉ vài tháng trước ngày bầu cử và một phó tổng thống được giao trọng trách vào phút cuối. Những thách thức và sức mạnh của nền dân chủ đã được thể hiện rõ vào ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, khi hơn 300.000 cử tri tại bang chính trưởng Georgia đi bỏ phiếu sớm, phá vỡ kỷ lục trước đó. Trong các cuộc bầu cử gần đây, tỷ lệ cử tri đi bầu thường mang lại lợi thế cho đảng dân chủ. Tuy nhiên, dù ông Trump từng khẳng định rằng việc bỏ phiếu nên diễn ra vào đúng ngày bầu cử, đảng Cộng hòa vẫn khuyến khích cử tri của mình đi bỏ phiếu sớm, khiến việc dự đoán kết quả lúc này còn quá sớm. Theo giám đốc điều hành văn phòng ngoại giao Georgia, người từng góp phần bác bỏ các cáo buộc sai lệch về cuộc bầu cử trước đây, khẳng định rằng nền dân chủ của tiểu bang Georgia vẫn mạnh. Theo khảo sát mới nhất được công bố tại Đại học Tư thục Quinnipiac, ông Donald Trump đang có tỷ lệ ủng hộ từ cử tri nhiều hơn tới 7% so với bà Harris tại Georgia. Tờ The Hill dẫn số liệu khảo sát ở Đại học Tư thục Quinnipiac công bố hôm 16 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri ở bang Georgia dành cho ông Trump là mức 52%, trong khi con số ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Harris chỉ đạt 45%. Các ứng cử viên khác như chính trị gia Jill Stein từ bảng xanh hay Jay Oliver từ đảng Tự do đều có tỷ lệ ủng hộ không đáng kể. Bà Kamala Harris và canh bạc đặc biệt. Phó Tổng thống Kamala Harris đang tìm kiếm cơ hội mới để cải thiện sự ủng hộ từ nhóm cử tri quan trọng, vốn tỏ ra thờ ơ với chiến dịch của bà. Trong nỗ lực trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên, bà đã đặt sự chú ý tới cử tri nam da màu. Nhóm cử tri vừa bị cựu tổng thống Barack Obama nhắc nhở tuần trước vì có xu hướng ủng hộ đối thủ của bà là ông Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình, bà Harris tiếp tục phê phán đối thủ và cho rằng ông yếu đuối vì thân thiện với các lãnh đạo độc tài. Ông Trump đang tạo ấn tượng bằng cách thể hiện phong cách hùng biện của mình, trong khi bà Harris lại thẳng thắn bác bỏ những lời chỉ trích rằng bà quá cứng nhắc. Điều đó được gọi là kỷ luật, theo lời của bà Harris trong cuộc phỏng vấn. Nhưng khi đảng Dân Chủ lo ngại về khả năng ông Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng, bà Harris bắt đầu ủng hộ nhiều sự kiện tự phát hơn. Bà Harris đã có bước đi hiếm khi trả lời các câu hỏi trong chương trình phát thanh theo phong cách hội trường thị trấn, đối diện với những thắc mắc khó về cam kết của bà với các vấn đề kinh tế của cử tri da màu. Tuần tới, bà sẽ xuất hiện trên Fox News, kênh truyền hình đang có xu hướng ủng hộ cựu Tổng thống Trump, với hy vọng tiếp cận những nhóm cử tri quan trọng khác. Đây là một phần trong nỗ lực của bà để thuyết phục những người Cộng hòa bất mãn với cựu Tổng thống cân nhắc bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Trong khi ông Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với cử tri nữ và bà Harris tập trung củng cố sự ủng hộ từ nam giới da màu, cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất thế giới giờ đây giống như một cuộc chiến giữa hai ứng cử viên nhận ra rằng khắc phục điểm yếu của mình có thể là chìa khóa để giành chiến thắng, hơn là phô diễn sức mạnh. Với các cuộc thăm dò tại các bang dao động đang giằng co, kết quả bầu cử có thể được quyết định chỉ bởi vài nghìn phiếu ở một số ít bang chiến trường. Điều này buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump phải tiếp tục nỗ lực tiếp cận những cử tri tiềm năng, những người hiếm khi đi bầu. Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 16 tháng 10, bà Harris cũng nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ Tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden. Tôi sẽ mang theo những kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm chuyên môn và những ý tưởng mới mẻ. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Trước đó hôm 15 tháng 10, ông Biden đã nói rằng bà Harris sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình để trở thành Tổng thống. Điều ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuối cùng. Theo đánh giá chung của những nhà phân tích và dư luận, người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 rất có thể sẽ được định đoạt bởi kết quả tại 7 bang chiến trường, trong đó có những bang phải thắng, dù với chênh lệch về số phiếu phổ thông có thể chỉ là vài nghìn cử tri. Khả năng huy động, tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, của mỗi ứng viên, nhất là khối cử tri độc lập và những người còn chưa quyết định sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là ở các bang, hai ứng cử viên đang có sự ủng hộ rất sát nút là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Nhiều chuyên gia cho rằng, những ngày cuối cùng của chiến dịch sẽ đặc biệt quan trọng với toàn bộ chiến dịch bầu cử tổng thống lần này. Các sự kiện bất ngờ và cuộc tranh luận thứ hai nếu có, rất có thể sẽ tạo nên những bước ngoặt quan trọng do việc ông Trump vừa qua liên tục từ chối tham gia tranh luận lần thứ hai với bà Harris, ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định của những cử tri còn đang lưỡng lự. Những yếu tố bất ngờ khác xảy ra trong bầu cử, từ thời tiết xấu cho đến việc bùng nổ một sự kiện bất thường nào đó như ám sát hay khủng bố, có thể khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm mạnh
dẫn đến những thay đổi bất ngờ trong kết quả bầu cử. Trên tất cả, các yếu tố như tình hình kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát cũng như vấn đề nhập cư bất hợp pháp sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định bỏ phiếu của cử tri. Trong đó, cách mà mỗi ứng cử viên tổng thống đề xuất giải quyết những vấn đề sẽ là chìa khóa để thu hút sự ủng hộ. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đã bước vào giai đoạn nước rút hết sức gay cấn và kịch tính. Đây không chỉ là cuộc đua giữa hai cá nhân, mà còn là sự đối đầu giữa hai tầm nhìn khác nhau về tương lai của nước Mỹ, ít nhất là trong vòng 4 năm tới. Dù ai thắng cử, kết quả của cuộc bầu cử chắc chắn sẽ có những tác động sâu rộng không chỉ với nước Mỹ mà còn cả thế giới. Ngoài việc định hình chính sách và con đường nước Mỹ sẽ đi, kết quả bầu cử lần này còn tác động đến cả vị thế và vai trò của nước Mỹ trên trường quốc tế trong những năm tới, cũng như việc định hình trật tự thế giới trong tương lai.